Xin chào tất cả các độc giả của báo Phụ Nữ và Gia Đình. Mình là Ly, hiện tại mình đang làm huấn luyện viên tại trung tâm Body Fit, Fitness và Yoga. Hiện nay thì hầu hết Ly thấy các chị em phụ nữ sau sinh thường có một cái vấn đề rất là lo lắng, đó là vòng một của mình sẽ bị chảy xệ và không còn săn chắc và căng đầy giống như thời con gái. Thì hôm nay Ly sẽ hướng dẫn cho chị em chúng ta một số bài tập giúp cho vòng một của chúng ta sẽ săn chắc hơn, không còn chảy xệ, sẽ căng đầy hơn, giúp cho chị em chúng mình lấy lại được sự tự tin trước bạn bè và nhất là người bạn đời của mình. Bài tập này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta có thể tự thực hiện tại nhà hoặc là tại nơi mình làm việc. Mỗi ngày mình chỉ cần tốn 5 đến 10 phút thôi, thì khoảng vài tháng thì cái kết quả và cái vòng một của chúng ta sẽ cải thiện rất là đáng kể ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài tập đi nha. Động tác thứ nhất, hai chân đứng rộng bằng vai ha. Hai tay chúng ta để xíu, kéo trước, ưỡn ngực căng ra. Chúng ta bắt đầu hít sâu vào mũi ha, kéo rộng tay ra, thở ra, xuống, hít sâu, kéo lên, thở, hít, thở. Các bạn lưu ý kéo tay ngang vai ha, không có kéo cao quá hoặc không có kéo ra sau lưng quá ha. Mỗi bài tập chúng ta sẽ thực hiện trong 3 set, mỗi set từ 15 đến 20 nhịp. Và thời gian nghỉ giữa mỗi set là 10 đến 15 giây ha. Rồi ok, chúng ta sẽ bắt đầu qua bài tập thứ hai. Set thứ hai, hai tay chúng ta để thẳng song song trước mặt. Chúng ta cùng hít sâu vào mũi ha, kéo tay ngang vai, thở ra, kéo xong, hít sâu vào, thở, hít, thở. Các bạn nhớ kéo căng ra để cảm nhận được cơ ngực của mình nó kéo ra ha. Hít sâu nè, thở. Bài tập này chúng ta cũng sẽ thực hiện trong 3 set, mỗi set từ 15 đến 20 nhịp. Và thời gian nghỉ giữa mỗi set là từ 10 đến 15 giây ha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ qua động tác 3. Động tác thứ ba này thì chúng ta sẽ kết hợp với tạ đơn nhỏ ha. Các bạn nhớ lựa chọn mức tạ phù hợp với cơ thể mình ha. Thời gian đầu chúng ta sẽ lựa chọn mức tạ nhẹ, sau đó chúng ta sẽ từ từ tăng mức độ lên ha. Chúng ta bắt đầu bài tập. Các bạn nằm thẳng lưng xuống sàn, co gối lên, hai tay để tạ song song trước mặt, từ từ hạ tạ xuống. Hai tay hơi cong lại, không thẳng tay ra ha, hơi cong lại một chút xíu, không chạm đất. Chúng ta hít sâu vào, đưa tạ lên, thở ra, hít. Nhớ là khi hạ tạ xuống, làm chậm và không để tạ chạm sàn ha. Ép mạnh lên, thở. Bài tập này chúng ta thực hiện từ 15 đến 20 cái trong mỗi set ha. Chúng ta thực hiện 3 set, thời gian nghỉ giữa mỗi set là từ 10 đến 15 giây. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện lại tất cả các động tác vừa rồi một cách hoàn chỉnh nhất thôi. Nếu được thì các bạn có thể tập theo Ly nha.
động tác mà Ly vừa chia sẻ thì chúc các bạn thành công ha. Mọi người cố gắng thực hiện đều đặn ít nhất là 4 lần trong mỗi tuần nha. Chỉ cần tốn 5 đến 10 phút tại nhà mỗi ngày thôi, có tốn thời gian của các bạn đâu, thì sẽ giúp cho các bạn có được một cái vòng một săn chắc và như ý muốn thôi. Chúc các bạn thành công. Bye.